Thông qua trang thể thao nổi tiếng Thái Lan Siam Sports, Liên đoàn bóng đá Thái Lan gửi lời xin lỗi đến khán giả người hâm mộ bóng đá khi đội nhà không đoạt được tấm huy chương vàng SEA Games 32 và để lại những ấn tượng không đẹp ở trận chung kết với U22 Indonesia vào tối 16 tháng 5. Nội dung trên Siam Sports viết, thất bại ở trận chung kết môn bóng đá Nam SEA Games 32 khiến U22 Thái Lan chỉ giành huy chương bạc chung cuộc, không hoàn thành được mục tiêu đề ra trước giải đấu. Kết quả này đồng nghĩa các tuyển thủ U22 Thái Lan cần biết rút kinh nghiệm, khắc phục, cải thiện để đạt thành tích tốt hơn trong tương lai. Tác giả bài viết cũng dẫn lời quan chức Liên đoàn bóng đá Thái Lan rằng, bên cạnh màn trình diễn của đội tuyển quốc gia, Hiệp hội cũng muốn bày tỏ nỗi thất vọng và xin lỗi khán giả ban tổ chức SEA Games 32 về sự hỗn loạn bên ngoài sân cỏ đã xảy ra trong trận đấu tranh huy chương vàng. Tuyển U22 Thái Lan đã để lại ấn tượng xấu trên toàn thế giới và gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Thái Lan. Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng khẳng định đội ngũ ban huấn luyện đội tuyển U22 quốc gia cần phải rút kinh nghiệm và chịu trách nhiệm chính cho màn hỗn chiến trên sân Olympic Phnom Penh tối 16 tháng 5 vì họ là những quan chức, là hình ảnh đại diện cho đoàn thể thao nước nhà. Siam Sports viết thêm, họ cần biết kiểm soát cảm xúc, vượt qua những thách thức để duy trì phong thái, tạo hình tượng tốt đẹp cho bóng đá Thái Lan nói riêng và thể thao quốc gia nói chung. Chúng tôi sẽ thành lập ủy ban điều tra, khẩn trương tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát và sẽ có hình phạt thích đáng với những người tham gia vụ việc này.